Khi còn trẻ, chúng ta thường dại khờ khi yêu một người, tận hưởng niềm tin và tình yêu của mình dành cho họ. Nhưng cũng chính vì điều đó mà ta luôn lo sợ một ngày nào đó họ sẽ rời bỏ ta. Lo sợ bị phản bội, lo sợ mất đi tình cảm mà ta đã đặt cược vào. Chúng ta sẵn lòng tổn thương bản thân mình để giữ lấy người kia, cho dù thương tích đầy mình vẫn chịu đựng. Sau bao nhiêu sóng gió cuộc đời, ta mới nhận ra rằng ly biệt là không thể tránh khỏi. Mỗi người đến và đi đều là do số phận an bài, không thể thay đổi. Cuối cùng, chúng ta không sợ người kia sẽ rời bỏ và ở bên người khác. Điều mà ta thực sự sợ hãi chính là từ giây phút người ấy rời đi, mãi mãi sau này ta và người ấy không còn gặp lại, không còn có thể nói chuyện với nhau, dù chỉ là lời tạm biệt. Các bạn đang nghe podcast trên kênh Viết Lại Cảm Xúc, nơi chúng ta cùng nhau viết lại những cảm xúc tưởng chừng như quên lãng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.